xin chào mọi người đang xem kênh Kim Chi TV nói về cuộc sống hàng của gia đình nhà mình. Hôm nay là ngày 3 tháng 3, ngày đầu tiên các em đến trường đi học. Hôm qua thì ngày 2 tháng 3 các em cũng có đến trường nhưng mà chỉ làm lễ nhập học thôi, rồi đi về sớm. Bây giờ mình đang có mặt ở tại sân vận động. Trước mặt mình thì mấy bà mẹ họ đang đứng chờ để đón con ra đó mọi người. Lớp 1 thì các em học rồi ăn cơm trưa xong là mình đón về. Bây giờ là khoảng độ 1 giờ trưa. Do dịch corona cho nên là mình không có được đi vào trong cái sảnh, là mình chỉ đứng ở ngoài đây mình chờ thôi. Phụ huynh của các em lớp nhỏ đó thì đa số là đều đến để mà đón con về, hoặc là có thể gửi con đi học tại các trung tâm, các trung tâm võ, hoặc là có trung tâm học đàn piano, học vẽ. Nếu như mà mình gửi con tại các trung tâm học đàn hoặc là học võ thì ngoài cái cổng chính đó mọi người thấy không, theo cái tay của mình đó là sẽ có cái giáo viên của cái chỗ trung tâm đứng ngay cổng luôn để chờ các em đi ra rồi đón chở xe về ngay chỗ trung tâm học luôn. Thì nếu như mà cha mẹ mà đi làm mà không có thời gian đi đón con á, không đi đón con được thì bắt buộc phải là gửi tại các trung tâm học võ, học đàn hoặc là học vẽ. Từ xa bây giờ là tới lớp của Chiwon đi ra mấy cô bé chú ơi. Mặc áo xanh đó là Chiwon đó, bây giờ đang đi nè, cô giáo đang dẫn phía đầu nè. Cô giáo sẽ dẫn đến ngoài đầu cửa luôn, cái cửa chính của trường đó mọi người. Nếu như mà ai mà cha mẹ chưa đến thì chắc cô sẽ liên lạc cho. Dễ thương quá. Chị Won à, ảnh ảnh đi. Mẹ đi ở đây. Xin chào các con, các chú nha con. Các con không khóc chứ? Ừ, hôm nay chị Won đi học buổi đầu vui không? Khóc chứ, ở thứ bốn chị phân này. Hả? Khóc chứ, ở thứ bốn chị này. Khóc chứ? Thứ bốn chị. Thứ bốn chứ? Ừ. Chị Won nói là hôm nay là ngày thứ hai đi đến trường, tại hôm qua là ngày nhập học, hôm nay mới học nè. Chị Won à, một tết sớm. Hả? Chào á. Xin cô bạn đi sao có sớm? Cúp xí kì tôn cá sư. Cúp xí kì tôn cá sư á? Sá cá tùy sơ. Sá cá tùy sơ? Chị Won nói hôm nay ra ăn cơm trưa ngon quá nè, có thịt chiên nè, còn có táo nữa. Đây, chị Won đi học, ba mua năm nay mua cho được một cái giỏ xin bị ập khách thường nè, thích cái con hoạt hình này nè mọi người. Đó, còn cái giỏ này là cái giỏ đựng dép mang ở trong lớp. Mẹ, ừ. 우리 다음에 여기 나가서 잘 한번 놀자. Ừ, dạ, tha cha pha đi. Nhà mình cũng gần trường á mọi người nên đa số là mình đi xe đạp, mình chở chị Won đi học này kia đồ. Anh trai ơi, có chụp cô chú ba. Đây là xung quanh phía trước cổng trường á mọi người. Trước cổng trường á thì thường thường có những cái trung tâm dạy đàn hoặc là những cái phòng học thêm á như thế này. Ở đây là cái chỗ dạy đàn nè, còn bên kia là dạy tiếng Anh, còn dòng ở đây thì cũng làm những cái trung tâm dạy đàn với dạy vẽ hoặc là những chỗ học võ nữa. Thì dòng dòng ở đây á, gần trường á, người ta mở như vậy để mà có thể đưa đón các em tiện. Ba mẹ bận đi làm á thì có thể gửi rất là tiện luôn, mà học phí cũng rất là cao. Bình quân gửi học một cái chỗ như thế này là từ 120 cho đến 150 á mọi người, tùy theo chỗ. Nhưng mà nhà mình thì Chiwon vẫn còn nhỏ quá, học cái gì á bây giờ thì nói chung là cũng phí tiền á mọi người. Để lớn chút xíu nữa thì mới cho đi học năng khiếu đồ. Dù dẫu gì mình cũng có thời gian đó, nên là thôi đi đón Chiwon về xong rồi đi đến gửi nhà ông bà nội. Bây giờ sau khi chở Chiwon đi về nhà cất đồ này kia thì mình lại lên đường đi chở Chiwon đến nhà ông bà nội. Thì khi đến nhà bà nội của Chiwon á, mình gửi cho bà một số đồ ăn vặt của Chiwon, tặng cho Chiwon ăn ở đó đó. Tại vì đây gửi tới chiều á sẽ đói bụng. Rồi gửi bài tập nữa. Gửi bài tập tặng cho ông nội bà nội coi cho cháu làm bài. Mà
툭툭해 빨리. 엄마 가? 어 할머니 죽어. 내가 죽을 텐데. 응. 가세요. 툭툭해야지. 응 할머니 나오면 엄마 갈게. 지금 안녕하세요. 너 왜 여기 있어? 어머니 딸기 이따 식사 같이 드셔. 지원이 딸기 민놀이 민놀이는 숙제가 없어 오늘? 이따 봐 지원아. 숙제 없어제? 숙제 있어요. 근데 뭐 민놀이들 선생님이야. 이따 봬요. 응 다녀올게요. 아니야 차 타고 와서 추워서. Cũng may là nhà của ông bà nội chú ơi đó, mọi người cũng gần nhà mình đó. Rồi ông bà cũng còn khỏe đó, cho nên là mình có thể gửi ông bà được. Rồi đi làm này kia. Chứ còn nếu như mà không có người mà giữ chú ơi đó, thì một là mình không đi làm đó, còn hai là phải gửi cho đến những cái trung tâm đó mọi người. Đó như hồi nãy mình có nói sơ với mọi người đó, gửi học võ hoặc là gửi học đàn, học vẽ, gửi cho đến chiều đến tối luôn đó. Thì gửi cái này gửi kia miễn sao tới cái giờ đi làm về đó. Tại vì ở đây đi làm về là 6 bình quân là 6 giờ chiều mọi người. Rồi tùy theo cái chỗ làm nữa, về sớm nhất cũng phải về nhà 6 giờ rưỡi hoặc là 7 giờ đó. Mình gửi con phải đến tối gì đó mình mới đi về, mình đi đón được. Cho nên là mình công việc của mình á, hiện tại giờ thì cũng thoải mái về thời gian á, mình có thể lo lắng được cho tụi nhỏ. Vì thế cho nên là mình làm ở chỗ này cũng khá là lâu. Giờ mình lại lên đường, mình đi đến công ty mọi người ơi. Bây giờ thì mình đi đến chợ rồi mọi người ơi. Mình gửi xe trong bãi đậu xe đó. Bãi đậu xe thì nó đi ngang qua bên chợ nè. Tay mình đang cầm một cái chậu sen đá. Hôm nay mình đem cái chậu sen đá đến công ty, mình để cái bàn làm việc cho nó có không khí mùa xuân một chút. Cái này dễ thương không mọi người? Đẹp ha. Hay cái ngôi chợ này cũng rất quen thuộc trong video của mình luôn. Vì công ty của mình nó nằm ở trong chợ đó, mình gửi xe đó, mình phải đi xuyên qua chợ. Cho nên mình cũng nói với mọi người là mình đi chợ rất là thường, hầu như là đi 2 ngày mỗi lần, đi làm về thì cứ đi ra mua cá, mua thịt, mua rau, rất là thích luôn. Thì chợ rất là đông luôn, người Hàn người ta đi chợ cũng rất là nhiều. Hồi xưa mình không biết, mình nghĩ là người Hàn chắc đi siêu thị rồi không, nhưng mà sau này mới biết là trời, người ta đi chợ mua đồ rất là nhiều luôn. Đây là cái cửa hàng cũng bán một số hoa nè. Bây giờ mùa xuân rồi đó mọi người, cho nên là người ta bán hoa rất là nhiều luôn. Mình thì cũng rất thích là trồng hoa, nhưng mà không có khiếu nuôi mọi người ơi. Trồng không có bao lâu á, săn sóc không có kỹ là nó chết hết trơn à. Mình không có dám mua nhiều. Đây bán quýt quá trời ngon luôn. Trái nào trái nấy to. Còn mình đi ngang cái khu này là cái khu bán mấy cái lòng heo dầu, lòng heo nhồi đồ đó mọi người, với ruột với chả cá rồi nè. Ngồi ở ngoài đường ăn như thế này rất là bình dân, khoảng một phần khoảng chừng 3-4 ngàn thôi là có thể ngồi ăn được một dĩa. Một buổi sáng của mình là thế mọi người ơi. Bây giờ mình đến công ty mọi người. Hôm bữa mình cũng có chia sẻ với mọi người là công việc của mình là mình làm ở bộ phận đội tuyển dụng người nước ngoài. Mình tư vấn cho những bạn mang visa E-9/E-2 sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc ha mọi người. Bây giờ mình đến chỗ rồi. Mình hẹn gặp mọi người lại sau ha.